Xin chào các thầy cô, có nhiều thầy cô hỏi là làm cách nào để soạn thảo văn bản ở trên hệ điều hành macOS, tức là dùng Office ở trên macOS, dùng Word, dùng PowerPoint. Thì nếu như thầy cô có tiền và quen thuộc với Microsoft Office thì thầy cô sẽ mua bản quyền chính chủ của họ. Có hai loại, một loại là Office vĩnh viễn và một loại là Office 365. Office 365 thì nó theo kiểu thuê bao, trả tiền hàng năm một, mỗi năm khoảng 800.000 thì phải. Còn Office vĩnh viễn thì giá của nó khoảng, tôi không nhớ lắm nhưng nó khoảng 2 triệu. Và nếu thầy cô có điều kiện thì mua. Còn nếu không có thì sao? Chúng ta có thể dùng các bản, à không nên, không nên. Tôn trọng bản quyền vẫn là tốt nhất. Chúng ta có thể dùng cái LibreOffice hoàn toàn miễn phí. Thầy cô search chữ này, LibreOffice. Đây. LibreOffice. Và thầy cô tải nó về thôi. Sau khi bấm vào trang chủ này ta tải về này. Đã. Chọn download hoặc bấm download trên. Ở đây ta chọn cái phiên bản tương ứng với hệ điều hành macOS nhưng lại tương với chip cơ. Nếu mà thầy cô dùng MacBook từ 2020 trở về trước, nó có chữ Intel, chip Intel thì ta sẽ chọn bản này. Còn từ 2020 nó bắt đầu có chip M1, M2, M3 đấy, thì chúng ta chọn Apple Silicon. Ta chọn Apple Silicon, chọn tải về. Đấy, đợi chút. Bấm download, nó sẽ hiện cái file này có 294 MB thôi. Thì cô chọn, lại chọn nơi để lưu về nhá. Sau một lúc nó tải về rồi thì cô mở cái file vừa tải lên, nhấy kép vào đây, kéo cái file LibreOffice này vào thư mục Application. Ở đây tôi đã tải sẵn rồi nên tôi đã cài từ trước rồi nên nó sẽ hỏi là có thay thế không. Tôi không thay thế thôi, còn thầy cô kéo thả vào nó sẽ copy vào thôi. Rồi ta trở về thư mục Application hoặc là bấm Command Space và chọn Libre. Đấy, nó hiện Libre Office này. Ta mở nó lên. Mở lên thì giao diện đấy. Nó sẽ hiện cái này đúng không? Ta vẫn chọn mở. Chọn Open. Đấy, đây là giao diện chính của nó. Thì đây là những cái mà ngày xưa tôi đã đang mở đây rồi. Nó sẽ mở được khá nhiều thứ đấy, từ từ nó cái này nó là tất cả trong một luôn. Writer này tương với ứng với Word của Microsoft này, Can Spreadsheet này tương ứng với Excel này, Impress tương ứng với PowerPoint này, Bay Database tương ứng với Access này, Matplotlib tương ứng với Matplotlib. Ở trên Windows Drawing này nó tích hợp của nhiều cái lắm, nó mở được cả Corel Draw cơ mà. Các thầy cô thấy cái phần mềm chuyên của bên in ấn ấy, thiết kế đồ họa bên in ấn ấy vẫn mở được. Đây tôi tạo một cái văn bản nhé. Đấy. Ta cũng tương tự thôi, chọn phông, tên phông này. Đấy. Chọn cỡ phông này, chọn in đậm, in nghiêng các thứ, chỉ số trên, chỉ số dưới. Tạo PDF, bấm vào đây một cái là export sang PDF luôn. Đấy. Chọn nơi để lưu thôi. Cái này một cái quan trọng này. Khi lưu thì cô chọn save as. Thì ở đây nó hiện mặc định của nó là file là ODF, tức là cái file mặc định của thằng OpenOffice ấy. Ở đây ta phải chọn nó Word. Đây. Ta chọn Word 2007. Đọc X. Đấy thì nó sẽ lưu dưới dạng Word và chia sẻ cho nhiều người khác. Nó ok, nó không bị báo không mở được file. Đấy, nó sẽ hiện biểu tượng là Word luôn nhé. Chèn công thức toán các thứ các thầy cô tự tìm hiểu nhé, nó hoàn toàn tương tự thôi. Đấy, và bây giờ ta vào thử thư mục, ta mở một cái file Word. Đây, ta bấm chuột phải, Open with, nó sẽ hiện một cái là LibreOffice. Ta chọn cái LibreOffice là ok. Đây. Chọn LibreOffice này. Đấy, nó mở ra rất nhanh luôn. Đấy, các thầy cô hoàn toàn sử dụng miễn phí nhé. Và à, nó có một cái nhược điểm là nó không chạy được các cái macro nhé. Nếu mà thầy cô mà môn toán ấy thì soạn đề trắc nghiệm hoặc các môn mà muốn soạn đề trắc nghiệm trên đây là không chạy các macro. Đấy, cái nhược điểm duy nhất của thằng này. Còn nó hoàn toàn miễn phí. Và thậm chí cái bộ Office chính chủ của Microsoft ở trên macOS này cũng không chạy các cái macro, ví dụ BT Pro hoặc gì đâu.
hoặc là không chạy MC Mix phần mềm đấy đâu nhé, nên thầy cô cân nhắc khi sử dụng Mac OS. Rồi hẹn lại các thầy cô trong những video tiếp theo.